Câu chuyện hòa nhịp yêu thương. Thu và Nam gặp nhau lần đầu trong tiệc cưới của một người bạn chung. Khi ấy, Nam vừa trở về Hà Nội sau nhiều năm du học. Còn Thu là cô gái dịu dàng, giản dị, luôn quan tâm đến gia đình. Mẹ cô đã mất vài năm trước, giờ chỉ còn bố và các anh chị em cùng sống với nhau. Ngay từ lần trò chuyện đầu tiên, họ đã nhận ra sự tương đồng trong suy nghĩ, dù xuất thân từ hai hoàn cảnh khác nhau. Thu lớn lên trong một gia đình đông con ở vùng ngoại ô, còn Nam là con duy nhất của một gia đình trí thức. Sự khác biệt ấy không làm họ xa cách mà ngược lại, khiến họ thêm gắn kết qua những câu chuyện về cuộc đời của riêng mình. Dần dần, sự kết nối ấy trở nên thân thiết hơn. Và họ yêu nhau từ lúc nào? Ngay từ khi yêu, Nam đã bị cuốn hút bởi sự bình dị của Thu. Một lần, anh đến nhà Thu vào ngày giỗ mẹ cô. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, đầy ắp tiếng cười của anh chị em và các cháu. Nam cảm nhận được sự gần gũi, tình cảm chân thành giữa mọi người, điều mà anh chưa từng thấy trong gia đình nghiêm túc khuôn mẫu của mình. Cũng từ lúc đó, anh càng yêu thương Thu hơn, bởi cô mang đến cho anh sự bình yên mà anh luôn khao khát. Trong một lần gặp gỡ hai bên gia đình trước khi cưới, mẹ Nam tỏ vẻ không hài lòng khi biết Nam cần thường xuyên về thăm bố Thu và thắp hương cho mẹ cô. Trước phản ứng của mẹ Nam, Thu chỉ nhẹ nhàng: "Tụi con không nhất thiết phải về thường xuyên khi chưa thuận duyên đâu ạ. Bố con chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc là đủ rồi." Sự thấu hiểu và tinh tế trong câu nói của Thu khiến Nam cảm thấy yêu thương và trân trọng cô hơn. Sau đám cưới, Thu và Nam chuyển đến một căn hộ nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới với không ít điều chưa quen. Công việc bận rộn, sự khác biệt trong lối sống và những phong tục khác nhau từ hai gia đình khiến họ nhiều lúc áp lực và căng thẳng. Có lần, Nam đón Thu trễ sau giờ làm việc vì một cuộc họp bất ngờ. Thu đứng đợi dưới mưa, ban đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau đó cô nghĩ đến áp lực công việc của Nam. Cô tự nhủ rằng anh cũng đang cố gắng vì gia đình. Khi thấy Nam vội vã chạy đến, Thu nhẹ nhàng: "Không sao, anh chỉ cần đến là được rồi." Tuy lời nói bình thường, nhưng Nam cảm nhận Thu hơi buồn. Sự nhẹ nhàng từ Thu khiến anh nhận ra rằng tình yêu không chỉ là những cử chỉ lãng mạn, mà là sự đồng cảm và chia sẻ, ngay cả trong những việc nhỏ nhặt nhất. Khi đứa con đầu lòng ra đời, hạnh phúc gia đình đong đầy, nhưng cũng kèm theo nhiều thử thách mới. Cả hai chưa có kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ, những đêm thức trắng, rồi chút căng thẳng về tài chính và sự can thiệp không mong muốn từ mẹ Nam, khiến không ít lần vợ chồng tranh cãi. Mẹ Nam đến thăm, thấy con trai gầy hơn, bà đã trách Thu vì để Nam làm việc quá sức. Thu lặng lẽ nghe, không nói gì, nhưng lòng cô nặng trĩu. Cô hiểu rằng mẹ chồng chỉ lo cho con trai, bởi Nam từ nhỏ đã được chăm sóc kỹ lưỡng, không phải đụng tay vào việc gì. Nam cảm nhận được sự mệt mỏi trong đôi mắt vợ. Đêm đó, anh ôm Thu vào lòng và nhẹ nhàng nói: "Anh biết em đã cố gắng rất nhiều. Cảm ơn em vì tất cả." Thu không nói gì, nhưng cô cảm nhận được sự thấu hiểu từ chồng, điều khiến cô thêm vững vàng và yêu thương gia đình nhỏ của mình hơn. Từ khoảnh khắc ấy, Thu dần hiểu và tôn trọng sự khác biệt trong phong tục, quan niệm sống của gia đình Nam. Cô nhận ra rằng mỗi gia đình có những lối sống riêng, và mẹ Nam dù có nói điều gì trái tai cũng chỉ vì bà lo lắng cho con trai. Khi nhận thức rõ được về sự khác biệt này, Thu thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, mỉm cười, tự nhủ rằng
mình đã suy nghĩ quá xa so với những lời nói bình thường của mẹ chồng. Vào ngày bé Suri, con gái của họ, tròn 3 tuổi, Nam quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà của bố Thu. Nhìn Nam tất bật chuẩn bị, Thu cảm thấy lòng mình ấm áp. Nam không chỉ là người chồng, người cha trách nhiệm, mà còn biết cách chăm lo cho gia đình của hai bên. Anh dành thời gian cuối tuần đưa con về thăm ông ngoại thường xuyên hơn, giúp Thu chăm sóc bố. Còn Thu, mỗi lần có món gì ngon lại nói Nam sắp xếp đưa qua thăm ông bà nội và biếu bố mẹ Nam những món ăn ông bà thích. Thu cảm thấy biết ơn vì sự thay đổi và trưởng thành của chồng qua từng ngày. Còn Nam thì rất hạnh phúc vì sự kết nối của Thu với mẹ mình ngày càng khăng khít hơn. Một lần đưa con đi công viên, Nam hôn Thu và nói: "Anh thật là hạnh phúc và biết ơn vì đã có em trong cuộc đời. Biết ơn em vì đã chia sẻ và giúp anh trân trọng những điều nhỏ bé." Thu nhìn anh, rưng rưng giọt nước mắt hạnh phúc. "Cũng đơn giản để chạm được hạnh phúc khi ta biết cách trân trọng, biết ơn từ những điều nhỏ bé." Biết ơn bạn vì đã lắng nghe câu chuyện Hòa nhịp yêu thương.